vào đánh trả bảo vệ cha mẹ mình. Vậy trong nhà Phật dạy tôn kính cha mẹ còn hơn cả việc đi tu, nhưng người đó lại đánh trả xúc phạm lại những người đã hại cha mẹ mình, thì người con có đó có sai không sư? Cũng vì bảo vệ cha mẹ mình nên người con mới làm vậy. Sư đính chính một chuyện gì nhớ giùm nha. Không hề có chuyện ở nhà tôn kính cha mẹ còn hơn cả việc đi tu. Phật không hề dạy như vậy và kinh cũng không hề nói như vậy. Đó là quan điểm của một số người để họ tôn sùng cái đạo hiếu. Chứ nó không có đúng nha. Cho nên không hề có chuyện là tôn kính cha mẹ còn hơn đi tu, bởi vì đi tu cái phước nó lớn hơn cái chuyện ở nhà tôn kính cha mẹ nhiều lắm. Ở trong cái buổi vấn đáp hình như hôm trước hoặc là hôm trước nữa đó, sư có nói về cái lợi ích của cái việc báo hiếu của cái người tu đối với cha mẹ của mình. Vui lòng quay trở lại để mà tham khảo xem ha. Còn trong kinh ấy, Trung Bộ có một cái đoạn như thế này, quý vị nhớ giùm. Có một vị Bà La Môn khi mà ngài Xá Lợi Phất đến, ngài hỏi là có tu hay không đấy, vị này mới nói là không có tu hành gì được hết, không có giữ giới, không có làm phước thiện gì được hết, bởi vì còn phải có trách nhiệm với cha mẹ, với vợ con, với gia đình, với người ăn kẻ ở, rồi với vua chúa. Ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi như thế này: nếu như khi ông chết ấy, vì những ác nghiệp ông làm, ông đi địa ngục, thì cha mẹ của ông ấy có thể dàn xếp với tử thần rằng con của tôi nó làm những việc ác đó là do tôi, cho nên làm ơn đừng có đưa con của tôi xuống địa ngục, có được hay không? Thì vị Bà La Môn nói rằng dạ không được nha. Một khi mình đã tạo các ác nghiệp thì mình sẽ chịu quả báo của các ác nghiệp đó, và mình không thể dùng lý do là mình làm những cái ác nghiệp đó cho cha mình, cho mẹ mình thì mình sẽ được phước, hoặc là mình sẽ tránh được ác nghiệp, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Cho nên một người mà họ vì cha mẹ họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, họ vẫn phải đi địa ngục vì chính ác nghiệp đó của họ, và bản thân họ biện minh là họ tạo hiếu, họ giúp đỡ cha mẹ, họ nuôi cha mẹ, bản thân việc đó không giúp gì được cho họ. Và ngài Xá Lợi Phất ấy, trong bài kinh Trung Bộ đấy, ngài Xá Lợi Phất ngài có nói là trong những trường hợp mà phải nuôi cha mẹ vì ác nghiệp và nuôi cha mẹ nhờ không những cái hành động không phải ác nghiệp, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì cái nào nên làm hơn? Thì vị Bà La Môn xác nhận rằng nuôi cha mẹ bằng cái việc không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, tức là bằng cái việc không làm ác thì nó tốt hơn. Quay trở lại trường hợp, quý vị đặt câu hỏi: quý vị không thể nào biện minh là mình vì cha mẹ cho nên mình làm hại người khác mà mình tránh được ác nghiệp đâu nha, mình vẫn phải chịu quả báo cho ác nghiệp đó. Thành ra đó, cái chữ hiếu ở trong đạo Phật đó, nó khác với cái chữ hiếu mà chúng sanh hiểu. Đạo Phật vốn dĩ là một cái con đường đi ngược dòng. Thành ra khi Đức Thế Tôn ngài thành đạo với cội Bồ Đề, ngài có suy nghĩ là cái con đường này nó vốn dĩ đi ngược dòng, mà rất chúng sanh thì họ không có hiểu, họ sẽ làm phiền đến Như Lai. Cho nên Đức Phật có cái suy nghĩ là ngài nhập Niết Bàn là như vậy đấy. Thành ra đó, cái quan điểm về cái chữ hiếu trong đạo Phật nó khác với chữ hiếu của thế gian nha. Trong cái bữa trước, như là bữa trước nữa sư có nói về ba cấp bậc của cái đạo hiếu. Đạo hiếu có ba cấp bậc nha.
Trong đó có một trường hợp á, là đối với cha mẹ không có giới hạnh, tức là đối với trường hợp cha mẹ sống ác, người con có hiếu phải có trách nhiệm hướng dẫn giúp đỡ cha mẹ từ bỏ lối sống ác. Đó mới là phương pháp trả hiếu, chứ không phải là mình binh vực cha mẹ. Binh vực cái ác, cái sai của cha mẹ thì nó không phải là đạo hiếu. Đấy. Rồi. Muốn biết rõ hơn thì quay trở lại cái bản câu hỏi trước nhé. Câu hỏi trước mới đây thôi, mới đây thôi, cách đây hình như là một hay là hai hay là ba câu hỏi gì đó. Trong trường hợp một vị tu sĩ hỏi là đi đi tu như vậy thì có bất hiếu hay không đấy. Đấy. Rồi. Số những câu hỏi còn lại thì sư sẽ trả lời vào ngày thứ hai ha, và ngày mai là cái buổi học kinh pháp cú đấy. Rồi, cái đường liên kết để mà đặt câu hỏi thì quý vị xem trong cái phần mô tả video, và cái phần những cái câu hỏi sư đã trả lời thì cũng có ở trong cái đường liên kết trong phần mô tả.